hay sao hoài đó. Có mặn không? Nước chấm đây là mình pha, mỗi người có một cái khẩu vị riêng, mình tự pha riêng nha các bạn. Riêng mình này mình thích ăn canh, mình bỏ miếng ớt. Ớt hả? Hàng gì nhắc mới nhớ, mình thiếu miếng ớt nhỉ. Cái miếng ớt vô cho nó cay. À, đẹp ra, màu đỏ đẹp ra. Rồi, quốc đi anh em ơi. 115 ngàn hả? À? Ngon mà. Thì khóm nè. Phía dưới có vô leo hay dựng lên nè. Nó nằm với rau. Đây có đặc biệt là hoành thánh. Có chuối. Chuối chứ. Chuối nè. Chào tất cả anh em. Hôm nay kênh Sáng Tối TV xin giới thiệu cho anh em một món ăn gọi là đặc sản của giới sinh viên và giới trẻ teen hiện nay, đó chính là mắm bún độn mắm tôm. Hôm nay các anh em mình đang ghé chỗ bún độn mắm tôm Ba Phải ở đường Trần Khánh Dư, gần giao lộ giữa đường 30/4 và Trần Khánh Dư. Thì gần đây là đối diện là Vincom Xuân Khánh, địa chỉ dễ tìm hai các anh em. Rồi ta vào thôi. Sao thế các bạn? Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của Sáng Tối TV của mình ha. Rồi chào bạn. Anh em mình sẽ đi ăn món bún đậu bún tôm Ba Phải. Là nó ngay trên đường 30/4, là view nhìn ra là Vinpearl của Cần Thơ luôn các bạn. Rồi mời bạn. Đông quá ha. Ủa, ngồi đầu bàn luôn hả? Cách mâm mâm với bánh ịnh. Bánh ịnh là bánh gì? Rẻ mấy quỳnh na ca nữa hả? Đã gì? Na ca rẻ không? Kêu chưa? Đây là không gian quán anh em. Hành trận đi đâu? À rẻ này cũng hay quá ha, khéo quá ha. Đây là menu Mune 18k. Mình kêu ăn gì chưa? Kêu mẹt 3 người đi. Mẹt 3 người hả? Rau ăn thỏ thích, bún ăn thả ga, không lo đói. Rồi, lát ăn bún đây, đừng ăn bánh nha. Giờ ba chỉ rút sườn, khóm, chả cơm, bánh in. Mẹt ba người Ba Phải, mẹt cặp đôi Ba Phải, mẹt độc thân, bánh nền giờ thì cái phần này. Mẹt ba người Ba Phải đúng không? Ừ. Cũng giống vậy hả anh? Cái mẹt siêu to khổng lồ là sao vậy anh? Có chơi trò chơi ăn thời gian gì không? Có thời hả? Thì cho em cái mẹt ba chỉ gì đó. Ba người, ba chỉ, ba chỉ. Nướng nhưng mà. Này có nướng gì anh? À? Này có mưa xuống cái chân Pepsi Steam vô tầm nước suối. Suối. Một tô ly. Gãy chanh. Gãy chanh. Đường chị ra ngoài. Mày nhà uống vô tầm hả? 10.000 gãy mà. Cái chanh 5.000 à trời, rêu vô tầm bằng 2 ly gãy chanh đó. Bạn có suy nghĩ là không? Không suy nghĩ hả? À? Không suy nghĩ. Gãy chanh cái gì? Một gãy chanh vô tầm, một ly vô tầm, hai gãy chanh. Ừ, một vô tầm, hai gãy chanh. Rồi, cảm ơn anh. Hoàng muốn mắm tôm được không? Thì chẳng qua là thêm nặng hạnh thôi. Dạo này gọi là tái mấy con tôm trong mắm cho nó dậy lên. Tôm là mắm mà. Thêm miếng đường anh em. Đường để làm gì? Để dằn cái độ mặn thôi. Uống đậu không phải ai cũng ăn được. Tại vì nó sẽ có mắm tôm và mắm
nhiều người ta không ăn mắm, ta vô ăn bún đậu, ta kêu nước tương. Nước tương cũng được. Thích thì ăn mắm tôm. Nhiều người thích thì thấy mắm tôm hơn, còn không thích thì nói mắm tôm cuốn lắm. Mắm cuốn lắm. Mắm tôm chỉ là cái mùi lạ thôi, những người bê đau bỏ tử đâu ăn được đâu. Hả? Bữa nay mình ráng ăn đi. Đau bỏ tử thôi mà. À, dậy lên nè, trắng lên. Ráng hoài dậy dữ ha. Bỏ mùi ăn ăn gà. Gì ăn ăn mấy nha. Vừa ăn. Chờ thôi, chờ đồ ăn ra thôi. Rồi anh em ơi, đồ ăn tới rồi. Bạn ấy đã làm khâu thủ tục. Đây giới thiệu với anh em. Em chào Vinh Thành Phong. Gồm gì? Thịt heo. Chả cơm. Cái vàng vàng là gì, giống Quỳnh Thánh quá vậy? Quỳnh Thánh chiên nữa hả? Ở đây lạ ha, có Quỳnh Thánh ha. Có cà pháo kìa, bún hơi nhiều ha. Mẹt này được nè anh em. Mẹt này chỉ giá 115.000 phải không? Kẹo thì để một lát ăn rồi mình tính tiếp. Để em thử trước cho, rồi em sẽ nói lại cái khẩu vị của nó như thế nào. Ở đây địa chỉ là C6 Trần Khánh Dư, xéo Nguyên Cần. Nói lại đi bạn. C6 Trần Khánh Dư hả? Ở đây là địa chỉ C6 Trần Khánh Dư, xéo với Nguyên Công Sinh Thánh. Ở đây cũng khá đông ha. 1 miếng nữa đi. Tớ thì thường thích ăn không miếng chứ. Chậm rồi. Đây là chả hả? Chắc mắm của mình hơi mặn rồi. Mình phải thêm miếng miếng hạnh đó, bỏ vô sọt gác cái này nè nè. Sao rồi, hai bạn lo ăn không vậy? Đang tập trung. Mình đang thưởng thức khẩu vị nó đây. Xong cái là cuốn lại nè. Nằm miếng. Miếng nè. Đây chào ba người chúng mình, mọi người đang đi ăn đây. Đây là chả cơm anh em, đây chả cơm không đúng không? Thấy sao hoài? Có mặn không? Nước chấm đây là mình pha, mỗi người có một cái khẩu vị riêng, mình tự pha riêng nha các bạn. Riêng mình thích ăn canh, bỏ miếng ớt. Ớt hả? Hàng gì nhắc mới nhớ. Mình thiếu miếng ớt nhỉ? Cái miếng ớt vô cho nó cay. À, đẹp ra, màu đỏ đẹp ra. Rồi, quốc đi anh em ơi. 115.000 hả? Ngon mà. Thì khóm nè, phía dưới có dưa leo hay dựng lên nè, nó nằm với rau. Đây có đặc biệt là Hoành Thánh, có chuối, chuối chứ, chuối nè. Đây khác chỗ Trần Tiền chỗ nào ta? Chả cốm thôi chứ chả này có mà như nhau hết. Rồi ăn đi mọi người, đói bụng quá. Nãy giờ em có ăn gì đâu, nguyên một cái mẹt đặc biệt, ba người đã không còn cái gì luôn. Chỉ còn mỗi cà pháo, Hoành Thánh, bún, rau còn cộng không? Hết nhưng mà, rồi đó. Nhưng mà vấn đề đây là em ăn còn bánh tráng rất là nhiều, mà trong khi đó là hai người ăn gần hết bánh tráng. Bây giờ là tôi phải ăn bánh tráng không nè chị, khổ quá mà. Phải là
phải không? Giờ dạ, đây ăn bánh tráng không à, phải không? Đây cũng một bạn ăn bánh tráng không à. Không, bạn ăn Quỳnh Thánh ăn mồi gì đó. Có ăn cái gì đâu. Đâu có ăn gì đâu, ăn đang ăn Quỳnh Thánh đó. Mình mới kêu thêm cái một cái mẹt cặp đôi nữa anh em. Anh loại đặc biệt nha, không phải loại thường đâu. Anh hả? Em chỉ ngoài cái hướng 3 giờ nó mình ở đâu? Nó nhỏ mà nhất luôn. Trời ơi, trời, để dành cua để dành. Có ngày, có ngày đi luôn. Bánh tráng này sao nó mặn mặn. Ngọt không? Sao không có muối? Đã giữ chiên lâu rồi. Không, cà pháo đi. Ăn đầu phái cà pháo với thịt luộc chấm mắm. Quỳnh Thánh nó có gì đặc biệt không? Có trà đá không vậy? Không. À, trong Quỳnh Thánh nó có trứng à không quê? Gì? Nửa cái trứng cút. Cuốn nửa cái trứng cút trong Quỳnh Thánh. Đặc biệt ha. Bất ngờ. Bất ngờ là chỗ có Quỳnh Thánh. Mấy chỗ khác đâu có Quỳnh Thánh đâu. Đúng không? Mà Quỳnh Thánh ăn chơi rồi quá được. Thì Quỳnh Thánh với cà pháo này là món ăn chơi. Đây là gì vậy? Hành. Ồ, mình còn được miếng da heo anh em. Mừng quá. Sao vậy? Sao bạn nhăn cái gớm vậy? Bỏ xuống. Sao vậy? Ăn được. Sao bạn than quá vậy? Để mình. Con cà pháo này nó không có giòn vậy lắm. Mình lại ăn tiếp Quỳnh Thánh thôi anh em ơi. Món lạ mà. Quỳnh Thánh năm mà. Ủa cái gì? Trứng cút không à. Ăn hết chưa? Chăm mình cà pháo ngâm. Cà pháo ngâm nó lộn đó. Làm lên đấy. Ngâm men. Nó luộc xong. Rồi xong. Nguyên một cái mẹp. Không còn cái quần què cái này, chỉ còn bún và cao thôi. Hết. Đang qua clip mà. Chúng ta còn gạo cái mẹt đó anh em ơi. Đang biết mà nói chuyện cái đó. Sử dụng những ngôn từ bình dân, dân giả, bình dân học vụ. Đó là lịch sử nghe không? Chuyện quá dân quá quẹ nè. Ủa, nghỉ ăn hả bạn? Đâu có đâu. Sao vậy? Nghỉ xã giao. Xã giao hả? Đi nói thèm. Nói thèm. Bây giờ là đang lợi. Ra chứ gì? Wow, có xuống cái cũ không anh? Hay mình dồn lên, để dồn lên luôn. Dạ. Rồi rau với bún em anh lấy luôn rồi. Đây là cái mẹt cặp đôi hai người ăn. Sau một cái mẹt ba người đặc biệt thì tiếp theo là cái mẹt hai người đặc biệt cũng sẽ tan thành mấy khối. Ê, cái này cái kia cũng tương đồng nha. Không lệch nhiều đâu. Nước chấm của chúng ta lên chưa? Thật là dữ dội. Một đội hình ba người ăn 5 mẹt cua đơn. Ba người ăn 5 cái mẹt. Và bạn bị nhăn đói rồi. Mình chén một hả? Hai chén nữa. Thứ một miếng lên mà ngay gói thật cầu kỳ. Dạ, cảm ơn anh. Đây một chén của bạn. Đây một chén của bạn. Bạn gói tới đâu rồi? Bạn đang cầm máy mà.
cho anh vậy? Quà gà, trắng đũa, trắng bún tiếp chị gà. Không chấm trước hả bạn? Sao? Vậy? Ngon. Vậy? Ngon quá. Ngon quá hả? Chỉ ngon thôi hả? Không có vị gì sao? Mùi mắm nó nồng lên. Mắm nó nồng. Mắm thua lắm. Mắm thua lắm. Mắm thua lắm. Mắm thua lắm. Rồi, chuyển cái mẹt thứ hai thôi mọi người ơi. Kiếm tiền đi em. Tiền anh ơi. Sau một hồi tác chiến, hai mẹt của chúng mình chỉ còn lại cái miếng bún này thôi. Trừ tiền cái bánh nịnh ra. Nó chơi thôi này. Trăm mười lăm với cái mẹ cặp đôi. Không biết không? Kẹo thôi. Cho nó cơm thôi. Không. Dạ. Phần dưa bánh tráng nè. Gọi lại. 2.2. Tô hùng 20.000 nha. Hai dâu tầm một rễ chanh anh. Không hả? Đúng không? Đúng không? Khỏi rồi nè. Quà giá luôn hả? Còn gì hơn đó 20.000 mình còn. Hơn đó, có tiền mê uống coi à. Phải nói trước là nãy giờ tối nha. Phải biết hôm nay quà giá kêu thêm mẹt ở sách về trời. Sách về giờ mà. Mấy thằng tháo vô 220k. Hai cái mẹt Quảng Đông dữ vậy. Quá trời. 5 phần cô đơn. Tương đương 5 phần cô đơn. Rồi xong chưa gút? Vừa kẹo quá trời vậy. Nè. Bây giờ mang vô lớp đi. Cho anh hôn hung một cái anh cho cục kẹo. Đứa là ngu lắm. Đó là kẹo. Rồi chưa? Đi nha. Ngon quá. Rồi kết thúc. Về thôi. Rồi nhớ like, subscribe kênh Sáng Tác TV của chúng mình nha anh em. Mình đã kết thúc. Hả? Anh gì?